Văn Sa xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại Văn Sa trong bản tin của ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay có một cái thông tin về gọi là tín dụng thuế. Hôm nay đã là ngày 23 tháng 7 rồi quý vị, trong khi đó thì tiền đã gửi ra cho những người bậc cha mẹ có con được hưởng tiền tín dụng thuế vào cái ngày 15 tháng 7 thì vào ngày 16 tháng 7. Nói chung là để em xem lại cái link này. Nói chung là cái này là do cái sự missing của bên IRS quý vị nha. Nhưng mà em vẫn chia sẻ cho quý vị cái chi tiết vì rất nhiều người vẫn hỏi là tại sao chúng tôi vẫn chưa nhận được. Đây này, cái đường link này để đây tí nữa em sẽ đọc cho quý vị. Đó, họ giải thích này, quý vị nào mà tại sao còn chưa nhận được cái chương trình trai thách tín dụng này. Đó, để em xem nào. Đó, còn một cái mục nữa. Một cái mục nữa là cái mục về tiền thất nghiệp của Cali thì em cũng đã giải thích với quý vị qua rồi. Thì bây giờ chúng ta ai còn chưa được trả chúng ta chờ họ sẽ trả cho chúng ta. Sau đó thì hồ sơ họ xử lý ra sao hay là họ vừa song xử lý thì họ cũng sẽ chia sẻ cho quý vị thôi. Đâu đây, đây là cái bài báo ngày hôm nay. Ngày hôm qua công văn họ đã đưa ra rồi nhưng mà hôm nay thì cái bài báo này họ tóm tắt qua thêm một số những cái chi tiết nữa này. Thì họ nói là cái vấn đề thay đổi lớn với trợ cấp thất nghiệp của EDD. Hôm qua họ đã đưa cái công văn và em đã chia sẻ ở kênh Văn Sảo Cuộc Sống Mỹ rồi đó. Thì họ đã thông báo cái thay đổi lớn này là gì? Đó là cái quy trình 2 bước để mà cho quý vị lãnh tiền thất nghiệp. Thì trước kia nó mất thời gian và phải đủ cái verify của cả hàng tuần khi quý vị certify này. Rồi phải đủ cái verify thêm một lần nữa của các cái nhân viên trong cái bộ Sở Lao động của tiểu bang. Thì trong Bộ Lao động họ cũng đã làm việc rất cật lực nhưng vì cái số lượng tiền thất nghiệp, hồ sơ thất nghiệp nó quá cao, nó quá nhiều, thành ra họ đã để cho quý vị delay vì họ còn phải review những cái hồ sơ của quý vị bị nghi ngờ này, bị gian lận này hay là bị thiếu thông tin, rồi mở lại hồ sơ mới, rồi hết chương trình cũ nhảy sang chương trình mới, rồi pending vì certify các câu hỏi trả lời bị sai hoặc không có đúng với cái khay của mình hiện tại và yêu cầu họ phải review lại với cái câu trả lời nhầm lẫn của mình. Đó, rất nhiều những cái trường hợp dẫn đến pending như vậy. Thì họ nói là cái tính đủ điều kiện đó trước kia họ sẽ phải làm trong cái thời gian rất là nhiều, nhưng và họ sẽ phải mất vài tuần để phỏng vấn để review và confirm cái tính đủ điều kiện của quý vị. Nhưng mà đây là cái thay đổi mà Sở Lao động đã đưa ra, mang đến cho quý vị cái sự thay đổi về cho phép những người đủ điều kiện tiếp tục nhận cái tiền trợ cấp thất nghiệp ngay khi là cái cuộc điều tra về cái tính đủ điều kiện của quý vị vẫn chưa hề được finish, có nghĩa là vẫn còn đang tiến hành nhưng mà chưa có xong đó, thì họ cũng sẽ trả tiền cho quý vị. Đó, thì những cái thay đổi này sẽ áp dụng cho những quý vị nào mà đã nhận được ít nhất 1 tuần thanh toán trong quá khứ, có nghĩa là cái hồ sơ của quý vị chỉ cần có tối thiểu 1 tuần đã được trả thôi là quý vị sẽ đủ điều kiện, và cái tuần mà pending đó thì là tối thiểu là bị pending từ 2 tuần trở lên thì quý vị sẽ đủ điều kiện để họ gửi cho quý vị những cái chi tiết đó. Và bộ cũng cho biết họ sẽ bắt đầu gửi thông báo cá nhân, thông báo cho người nhận lợi ích của những người mà yêu cầu tìm kiếm cụ thể đối với những việc áp dụng cho cái certify của quý vị. Thì đây là cái thông báo và cũng chi tiết cho những cái khay bằng cách là họ sẽ gửi thư cho quý vị thôi. Thì thành ra những ai mà quý vị còn đang confuse thì quý vị cứ chờ họ sẽ gửi cái thư để cho quý vị biết là khay của quý vị sẽ phải làm những cái gì. Đó, rồi mình sẽ có phải bị gọi phỏng vấn thì mình vẫn cứ tiếp tục những cái công cuộc phỏng vấn đó thôi, tại vì cũng họ không có bắt quý vị phải đi làm ngay đâu, cũng phải mất thời gian đâu quý vị. Đó, thì đấy là những cái mà hồ sơ mà pending quý vị nha, từ A đến Z pending vì bất kể một cái lý do gì thì chúng ta yên tâm, hôm nay họ sẽ bắt đầu trả tiền cho chúng ta rồi đó. Rồi ai còn chưa nhận được thì tiếp tục trong tuần tới, những cái tuần tiếp theo họ sẽ trả cho quý vị thôi. Và cái khay của quý vị nếu nó chưa được verify rõ ràng thì họ cũng sẽ verify của quý vị sau. Cùng lắm là ai không đủ điều kiện, thực sự không có đủ bằng chứng thì quý vị trả lại tiền cho họ thôi, nhưng mà cũng không có lo đâu quý vị. Em nghĩ là quý vị sẽ được hỏi làm sáng tỏ thôi. Quan trọng là họ trả tiền cho mình trước là ok rồi quý vị nha. Đó là một cái tin rất là vui. Đó. Còn quay trở sang cái vấn đề tín dụng thuế. Đó, thì bây giờ cái trường hợp này á là không phải ít người, vì em thấy trong cái video của Vanessa quý vị cũng đã hỏi là tại sao mà tôi chưa được nhận cái chương trình tín dụng thuế mà họ gửi ra vào ngày 15 tháng 7 và tôi phải làm gì nếu như mà tôi vẫn chưa có nhận được cái payment của tôi, hoặc là tôi đã bị gửi tiền ra nhầm đó, có nghĩa là IRS họ tính nhầm đó, thì đó là có xảy ra thật quý vị nha. Thì cái thứ nhất đó là họ vẫn còn missing hàng triệu những cái hồ sơ của quý vị, họ vẫn chưa có gửi ra cho quý vị hết, hoặc họ đã gửi ra hết rồi nhưng tại sao mà quý vị vẫn chưa có nhận được đó. Thì đấy là những cái lý do mà nó bị delay, do là họ có thể là địa chỉ quý vị bị nhầm nha. Những người mà họ đã gửi cho quý vị rồi nhưng mà vẫn chưa nhận được thì một là có thể nhà băng quý vị đóng account, họ gửi vào cái tài khoản đó thì nó sẽ gửi lại cho IRS và họ sẽ phải gửi lại cho quý vị bằng paper check. Hai là quý vị nào mà thay đổi địa chỉ nhà thì có thể họ sẽ gửi vào địa chỉ cũ của quý vị chẳng hạn. Thì đấy là những cái trường hợp mà gửi ra rồi nhưng chưa nhận được. Đó, thế còn chưa hề nhận được thì là do họ chưa cung cấp được cái thông tin hồ sơ thuế của quý vị nha. Thì tất nhiên là họ sẽ cung cấp, họ sẽ kiểm tra cái hồ sơ thuế 2020 này trước này. Sau đó nếu như mà họ không có tìm được cái thông tin của quý vị trên hồ sơ thuế đó thì họ sẽ quay trở về với 2019. Đó. Thì họ mặc dù payment đã đạt tới 60 triệu, khoảng 60 triệu trẻ em vào ngày thứ 5 và total ước tính lên tới 15 tỷ đô la. Đó, thế nhưng mà vẫn còn rất nhiều cái bank account của quý vị nó không có nó bị những cái lỗi đó và không có nhận được đó, do quý vị bị đóng account bank đã bị đóng hay là thay đổi địa chỉ này, hoặc là cái số tiền nó bị ít hơn vì do họ tính nhầm, hoặc ai bị trả thừa là cũng do họ tính nhầm. Thì chúng ta sẽ chờ họ sẽ đưa ra những cái hướng giải quyết cho quý vị. Và những quý vị nào mà còn chưa có nhận được mà thấy mình rõ ràng đủ tính đủ điều kiện đó thì quý vị chờ thêm nha. Tại vì IRS họ vẫn bị missing rất nhiều, họ chưa có gửi ra hết cho được cái đợt tháng 7 này đâu. Vẫn còn rất nhiều hàng triệu những hồ sơ vẫn đang bị missing này. Rồi tiếp theo còn vấn đề nữa, đó là những trẻ em mà quý vị thấy họ trả ít hơn theo cái mong đợi của quý vị đó thì là do quý vị tính nhầm cái hồ sơ của các con nha. Có nghĩa là độ tuổi thế nào là đạt ngưỡng 6 tuổi, thế nào là đạt ngưỡng 18 tuổi thì cứ áp dụng đúng vào cái năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 mà trong cái năm 2021 đó, bất kể tháng nào mà con của quý vị đạt ngưỡng 18 tuổi là không được, phải chờ chỉ được 500 thôi, chờ đến đầu năm 2022 khai thuế phải tax return năm 2021 thì nhận. Còn trẻ em nào từ 0 đến 6 tuổi mà đến bất kể tháng nào của năm 2021 mà đạt ngưỡng 6 tuổi thì cũng sẽ không được 300 đâu mà chỉ được 250 thôi, để cho quý vị tính lại cho chắc chắn nha. Đó, và họ nói là nếu như mà có thể quý vị sẽ không có nhận được trong cái tháng này đó thì cái delay này thì có thể quý vị sẽ nhận sau đến cái, thậm chí là có thể lâu cho đến đầu năm 2022 khi mà file tax return năm 2021. Đó, thì đấy là cũng là những cái thứ mà những cái khây mà họ chia sẻ là như vậy này. Và họ nói là vậy thì con em sinh năm 2021 có nhận được hay không? Thì đây nó có cái tool ở đây nha, quý vị sẽ click vào đây để đọc xem là khi nào quý vị upload được cái tool dành cho 2021. Tại vì họ chưa có đó quý vị, thì quý vị chờ. Còn nếu không, đến lúc mà họ vẫn chưa có đưa ra cho đến hết cái tháng 8 mà họ cũng vẫn không có cho quý vị chẳng hạn. Em nghĩ là có thôi, tại vì họ nói là vào mùa thu họ sẽ update cái link đó đó, cái link mà hôm trước mình đã chia sẻ cho quý vị đó. Thì đây này, vào đây bấm nó cũng có luôn này. Đó, thì quý vị chờ, chứ hiện tại tháng 7 là chưa có đâu quý vị nha. Riêng baby born năm 2021 tháng 7 là chưa hề có. Đó, thì đây họ cũng nói này. Đó, họ nói là IS send vào cái account của quý vị đã bị close này thì sẽ phải trả ngược lại để họ gửi lại cho quý vị thôi. Và gửi nhầm vào địa chỉ cũ này, địa chỉ nếu mà gửi bằng check đó, gửi vào cái địa chỉ mà quý vị đã thay đổi nhà, địa chỉ nhà đó thì họ sẽ gửi vào cái địa chỉ cũ của nhà quý vị. Còn ai mà direct deposit mà tại sao không thấy họ lại gửi vào paper check thì cái này họ có cái limit của cái account direct nhà băng đó, nếu mà vượt quá 3 lần họ sẽ không có gửi cho quý vị nữa, họ sẽ phải gửi bằng paper check. Đó là cái lý do mà tại sao ta lại không nhận bằng check tại nhà băng, bằng deposit tại nhà băng mà ta lại nhận bằng paper check. Thì hôm trước em đã chia sẻ cái vấn đề này rồi. Đó, còn ai chưa có thông tin trong cái thách nộp thuế thì sẽ phải vào cái form non filer đây. Đó, quý vị vào cái form này nha, bấm vào để mà gửi. Em sẽ để cái link này vào cho quý vị nha, để quý vị có thể vào, mỗi khây quý vị có thể vào tự kiểm tra cho quý vị. Đó, nhiều người thì tại sao tôi chỉ nhận được 250 khi mà con tôi 5 tuổi thì họ nói là quý vị tính nhầm đó. Có nghĩa là bất kể tháng nào của năm 2021 mà con của quý vị đạt 6 tuổi thì quý vị sẽ không được 300 mà chỉ được 250 thôi. Hoặc là IRS sẽ tính nhầm của quý vị thì sau này quý vị cũng sẽ được trả theo như những cái hồ sơ đúng thôi. Và 17 tuổi cũng vậy, chưa có được một cái khoản tiền nào thì có thể là đến tháng 12, hết tháng 12 năm 2021, 31 tháng 12 mà con quý vị đạt 18 tuổi thì cũng sẽ không được. Còn lại nếu như con quý vị đủ tuổi thì là do lỗi của IRS thì rồi họ cũng sẽ giải quyết thôi quý vị nha. Còn lại những người nào mà thách return đã amen thì sẽ rất là bị lâu đó. Đó là cái vấn đề nha, những người mà sửa lại hồ sơ thuế đó thì họ sẽ chờ rất là lâu đó, lên tới 16 tuần cơ quý vị nha. Đó thì đấy là toàn bộ những cái thông báo về tax return IRS chính thức là chưa có trả đủ cho cái tháng 7 cho quý vị đâu. Rất nhiều người vẫn còn chưa nhận được vì những cái lý do mà em vừa chia sẻ đó. Thì hy vọng là quý vị sẽ chờ thêm những cái thông tin để hỏi, sẽ cập nhật thêm, và nếu họ thiếu thì họ sẽ bù cho quý vị vào những cái tháng sau thôi. 15, 13 tháng 8 họ sẽ gửi tiếp này. Ai mà họ tìm được thông tin vào cái lúc đó thì họ sẽ retro lại cái tiền cho quý vị thôi. Nên chúng ta yên tâm nha, sẽ không có mất được những cái khoản tiền này đâu. Rồi Vanessa cũng xin dừng cái video tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video clip lần sau. Rất mong quý vị like, share, đăng ký kênh ủng hộ Vanessa. Hẹn gặp lại quý vị, bye bye.